Rồi cả nhà ơi, tranh thủ vào like săn liền siêu phẩm nha các chị ơi. Mẫu mới về luôn và đặc biệt hôm nay em sẽ sale luôn cả mẫu mới nha cả nhà. Trời ơi, mẫu này nó đẹp xỉu luôn cả nhà ơi. Xuất sắc. Xuất sắc luôn cả nhà. Đây là một cái mẫu đầm ren mới của bên em. Cái chất ren này các chị nhìn ở ngoài sẽ đẹp hơn trên like rất là nhiều luôn đó cả nhà. Cái mẫu này thì để khoan, để em lại cho em đưa đèn lại gần cho các chị xem xíu nha. Rồi, cả nhà ơi mình nhìn thấy rõ không các chị? Rồi em chào các chị mình mới vô nha. Hơi chói quá rồi. Rồi các chị ơi chia sẻ like dùm em liền nha cả nhà. Mẫu em đang mặc nha các chị, hôm nay sẽ lên chương trình sale lớn cho nhà mình nha. Chờ em một chút nha. Bây giờ đầu like mình chia sẻ cho em trước đi các chị. Hôm nay một cái mức giá không thể nào yêu thương hơn được nữa đâu các chị. Cho em một lần chia sẻ trên tường nhà là được rồi nha. Anh ơi anh coi gắn cái đèn lại giùm em á. Nó bị rớt cái chùm đèn. Rồi các chị ơi, đây nhá. Mẫu em đang mặc đây có đầy đủ size hàng mới về nha cả nhà. Đầm này em đang bán giá 399.000 nha cả nhà ơi. Giá đang bán sẽ 399. Ngày hôm nay 1682. 1682 này em lên chương trình sale lớn cho các chị mình đây ạ. Và 5 suất thôi nha cả nhà ơi. Các chị nào mình ưng mẫu này nhớ chia sẻ liền dùm em một lượt trên tường nhà mình được không ạ? Em sale luôn cho mình mẫu này 279.000 đồng thôi nha các chị ơi. 279.000 đồng lên mã mẫu này cho em nhé. 1682 và kèm số điện thoại liền nha. Đây giờ em sẽ ghi mã nha. 1682. Chốt luôn 279.000 đồng. Cái này là sẽ có đầy đủ size cho nhà mình từ M cho đến size 2XL luôn nha. Và 40kg đến tầm khoảng là 68kg mình có size vừa luôn. Một em đầm ren siêu phẩm mới về, form dài như thế này. Và sẽ có túi hai bên cho các chị mình luôn nè. Đó. Vậy ren này nó vẫn sẽ có co giãn cho các chị nên là mình mặc thoải mái cho em nha cả nhà. Ở phía trên này sẽ phối thêm cho mình hai đóng thêm nút ngọc nữa nè. Đó, đóng chắc chắn luôn. Phần trên này sẽ làm ren một lớp để khoe được những cái phần hoa văn trên nền da của mình luôn nha cả nhà ha. Rồi các chị ơi, có túi luôn nè, túi đựng điện thoại thoải mái cho em, hai lớp cho nhà mình, bên trong là lớp lót thun cô tông lạnh nha cả nhà, mặc rất là mát luôn. Rồi ngày hôm nay các chị ơi, 5 suất thôi nha cả nhà, hàng mới về, em chốt sale luôn cho mình mẫu đầm này 1682 với giá chỉ có là 279.000 đồng. Rồi chị yêu nào lấy mẫu này nhớ tranh thủ lên đơn hàng ngay bây giờ nha cả nhà ơi. Siêu phẩm và giá cực kỳ yêu thương luôn, 279.000, có từ size M cho đến size 2XL và đúng 5 suất thôi nha các chị. Rồi các chị ơi, chị nào mình lấy mẫu này lên mã này luôn giùm em nhé. 1682 và kèm cho em xin hỏi luôn. 1682 kèm số điện thoại chốt ngày hôm nay cho các chị mình chỉ có giá là 279.000 thôi. Trời ơi đẹp xỉu luôn các chị ơi, mặc đi tiệc là xuất sắc luôn nha. Cái ren này em nói thiệt luôn, ở ngoài các chị nhìn là chắc chắn là sẽ rất là mê. Ren này nó có những cái đường gân ống ở trên nền vải luôn cả nhà. Đây em lại cận cảnh mình xem cái chất này. Ôi hôm nay đèn sao mà nó hơi tối đúng không các chị, qua để em chỉnh đèn lại một chút nha. Rồi cả nhà chia sẻ giùm em chút nha. Đây các chị nhìn giùm em cái chất ren này nha, nó đẹp lắm. Rồi hai lớp luôn. Đây cả nhà nhìn giùm em nè, trời ơi mê nha cả nhà, xuất sắc luôn nè, không chê vào đâu được hết cái ren này rồi cả nhà ơi, đẹp xỉu luôn. Trời ơi mê quá cả nhà ơi, mà nó sẽ có co giãn nha. Rồi đây form là bên em may cho mình form dài luôn. Đó, ở đây em trên cao 1m62, form dài đến phần cổ chân như thế này luôn. Các chị ơi hết 5 suất này hoặc là qua mẫu rồi thì em trên xin phép trở lại với giá cũ đang bán sẽ là 399.000 đồng. Đây là cơ hội cho các chị mình săn được mẫu mới nha. Nên là chị yêu nào lấy mẫu này rồi tranh thủ luôn đúng 5 suất thôi là em xin ngừng. Nhanh đi cả nhà ơi, 1682 kèm số điện thoại. Qua mã là em bán lại là 399 rồi, không nhận đơn 279 nữa đâu các chị. Chị yêu nào lấy mẫu 1682 này lên mã liền ngay bây giờ để được chốt đơn thành công nha cả nhà. Rất là rẻ luôn các chị ơi. Giá đang bán 399.000 đồng. Giá đang bán 399.000 đồng. Ngày hôm nay mình chốt trên live này chỉ có là
279.000 và mình còn đúng 1 phút cuối cùng để được lên đơn thành công với giá này. Thanh Hưng em đang mang đây là TL73 nha các chị. TL73 giá 55.000 nhá. Chị nào muốn mua thắt lưng thì lên mã cho em luôn TL73 kèm số điện thoại nè. TL73 kèm số điện thoại là cả nhà ơi, 55.000. Một cái em thắt lưng mà phần lưng là lưng thun, có bản da cho mình và khóa là khóa kim loại nha các chị. Nó sẽ được đóng trên cái nền da như vậy luôn nên là nó rất là chắc chắn cho mình nha cả nhà. Và phần khóa kim loại được chạm khắc rất là chi tiết tỉ mỉ luôn. Rồi, lên mã cho em TL73 giá 55.000 nhá. Form đầm cơ bản của 1682 nó như thế này đây các chị ơi. Đẹp lắm luôn cả nhà, đầy đủ size từ M cho đến size 2XL nhá. 40kg đến tầm khoảng là 68kg có size vừa. Chị yêu nào lấy mẫu này nhớ nhặt tay lên đơn liền cho em là vậy nhà ơi. 1682 kèm xin hoạt nhanh lên các chị. Trời ơi đẹp mê luôn. Chị có giá là 279.000 đồng. Các chị ơi 30 giây nữa em xin phép ngừng sale giá 279 và sẽ trở lại giá 399.000 đồng nha các chị. Rồi chị yêu nào lấy mẫu này nhanh chóng mình lên đơn liền. Còn lại em xin phép ngưng nè. Đó, nhanh tay các chị ơi. 1682 kèm xin hỏi chuẩn bị qua mã khác rồi. Chuẩn bị qua mẫu khác rồi cả nhà ơi. Còn chị nào chưa đặt nhanh tay nha. 1682. Trời ơi xuất sắc nha. Chị nào bỏ lỡ mẫu này là cực kỳ tiếc luôn đó. Hôm nay em chốt cho nhà mình chỉ có giá là 279.000 đồng. 279.000 đồng thôi, nhanh tay cả nhà ơi. Rồi, bây giờ em xin phép ngừng sale giá 279.000 nha. Và em trở lại giá 399 nha cả nhà ơi. Rồi, bây giờ em qua tiếp tục cho nhà mình một cái mẫu đầm tiếp theo nha. Rồi nhớ chia sẻ like dùm em nha các chị. Em lên đầm ren.bi nha. Đây mẫu tiếp theo mặc đây là 1688 đầm ren.bi. Mẫu đầm này thì nó sẽ có co giãn rất là nhiều nha. Nên là các chị tầm 70-75kg mặc vừa luôn cho em ạ. Độ co giãn siêu tốt, có thể giảm size được nha các chị. Lên mã mẫu này cho em là 1688 nha. Hiện tại 1688 này em đang có cho mình là đầy đủ size nhé. Từ M cho đến size là 2XL luôn. Từ M cho đến size 2XL luôn. Các chị từ 40kg đến tầm khoảng là 75kg có size vừa cho em. Rồi, hôm nay nha cả nhà ơi, đầm này 1688 em chốt luôn trên like cho các chị mình đây giá ưu đãi này các chị. 1688. Sale trong like chỉ có 299.000 đồng thôi nha các chị. Giá đang bán 399 nha. Giảm cho mình 100.000 so với giá bán bình thường chỉ còn là 299.000 đồng. Rồi chị nào lấy mẫu này thì các chị lên mã liền luôn dùm em nha cả nhà. Một sáu tám tám kèm điện thoại luôn 299.000. 40kg đến tầm khoảng là 40kg đến tầm khoảng là 75kg có size vừa luôn ạ. Xem lại màu đen hả chị. Đây em cho nhà mình xem lại màu đen nhé. Này các chị ơi, cái phần nút ngọc trai sẽ được đóng ở trên này rồi. Này các chị nhìn giùm em, nó chắc chắn lắm, nó không có bị bung. Còn cái vải của nó đây, em cho mình xem cạnh cạnh trước cái chất của nó nha. Đẹp mê luôn cả nhà ơi. Rồi, 1682 cả nhà nha. 1682. Đây, phong của nó đây cả nhà. Trời ơi, quá xuất sắc luôn. 1682 đã các chị. Mê cho cả nhà ơi, siêu phẩm nha. Rồi, bây giờ nha các chị ơi, đầm em đang mặc 1688. Đầm này thì hiện tại bên em đang có cho nhà mình là 4 size luôn nha. M, L, XL và 2X. Các chị trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg có size vừa, 75kg vừa luôn. Giá chốt nay 299.000 thôi. Thắt lưng này mã cho em là TL50 nhé. TL50 giá 70. TL50 giá 70.000 nha cả nhà ơi.
Rồi, bây giờ em sẽ lên thêm một cái thắt lưng kiểu khác cho các chị mình xem thử nè. Đây, thắt lưng chiếc lá. Thắt lưng chiếc lá này mã cho em là TL36. TL36 luôn nha cả nhà ơi, giá chỉ có 55.000 thôi. TL36 giá 55.000. Chị yêu nào lấy mẫu này thì các chị lên mã giùm em. TL36 kèm số điện thoại luôn, 55.000. 55.000 thôi. Rồi, nhanh tay lên đơn liền ngay mẫu 1688 này nha cả nhà. Đang có chương trình sale trên line, chưa bao giờ sale rẻ như vậy luôn á. Từ 399.000 giá đang bán mà hôm nay chốt trên line cho các chị mình chỉ có giá là 299.000 đồng thôi nhá. Có đầy đủ size cho nhà mình lựa chọn. Phần cổ cách điệu cái nơ nè, và nó có khuyết ở đây cho mình. Cái này thì khuyết vừa vừa, không có bị hở đâu cả nhà. Còn nếu trường hợp mà các chị mà còn thích kín hơn nữa thì mình có thể về tùy chỉnh nhất, mình có thể đính lại cho em vẫn được nha các chị. Rồi, lên mã liền cho em là 1688 và kèm cho em điện thoại. Ngày hôm nay shop sẽ trên like cho các chị từ 399.000, chốt trong like chỉ còn là 299.000 đồng ngay bây giờ cả nhà ơi. Chị yêu nào lấy mẫu này nhớ lên đơn hàng ngay lúc này cho em để em chốt sale cho các chị nha. 1688 kèm số điện thoại ạ. Đó, xuất sắc luôn cả nhà ơi, siêu phẩm nha. Rồi, bây giờ em sẽ qua thêm cho nhà mình một cái mẫu khác nha. Các chị ơi, nhớ tranh thủ là mình lên đơn hàng sớm chứ đừng đặt trễ quá. Trễ quá là ngưng chương trình sale hết rồi, em đâu còn được, mình đâu còn được giảm giá nữa đâu cả nhà. Mình phải đặt ngay lúc mà em đang like cả nhà thì mình mới được giảm giá nha. Đây là mã cho em là TL36 nha chị. Chị Bình Minh ơi. Đó, chị Bình Minh ơi, thêm cho em số điện thoại luôn nha. Đây TL36 chị ạ. TL36 giá 55.000. Rồi, bây giờ nha các chị, em lên cho mình thêm một em đầm nữa. Trời ơi, hôm nay toàn đầm đẹp không cả nhà. Đây, một em đầm chấm bi, chất liệu là von nổi nha cả nhà. Và có phối với chấm bi to thì sẽ là ánh nhũ nè. Chấm bi to là ánh nhũ, còn chấm bi nhỏ nhỏ như vậy là nó sẽ là những cái phần chấm được nổi lên, được dệt nổi lên luôn á cả nhà ơi. Rồi, ở đây sẽ có phối thêm cho mình nút ngọc nha cả nhà. Nút ngọc này em sẽ may liền và mình mặc chỉ cần khóa dây khóa kéo đằng sau thôi nhá. Đầm 1700 này em có túi hai bên luôn. Đây, đai trắng này chị ơi, đai trắng này mã cho em là TL50 nha chị. TL50 giá 70.000, đây là bản to. Đây là bản to nhất trong các thắt lưng mà em đang có nha cả nhà. Thắt lưng này bản to nhất luôn. Đó, và nó sẽ cái phần khóa kim loại là kim loại và có đính đá to như thế này luôn nha cả nhà. Đó, rất là sang luôn. Thì thắt lưng này lên mã cho em là TL50 nhé. TL50 giá là 70.000 nha cả nhà. TL50 giá 70.000. Rồi, còn đầm em đang mặc là 1700. Giá là, hôm nay các chị ơi, hôm nay em lên sale lớn mẫu này nhé. Từ 349.000 em dành cho mình 3 phút ở đây, mình được chốt ngay giá 259.000. Đúng 3 phút nha cả nhà ơi, chị yêu nào lấy mẫu này lên đơn luôn nhé. Ok, chị Bình Minh TL50 luôn. Rồi, tranh thủ nha cả nhà. Và bây giờ thì em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu thắt lưng khác nha. Lên đầm von hả chị? Đây, mẫu này cũng là von luôn này chị Thu Thủy ơi. Cái này là von đó chị, và nó sẽ có phần họa tiết nội và phối ánh nhũ nha. Mã này của em là 1700 nha. Đây form nè. Form này vừa phải, rất là dễ mặc, không hề kén dáng đâu các chị. Rồi đây em phối thêm thắt lưng TL32. TL32 55.000 thôi. TL32 55.000 thôi nè cả nhà. Đó. Xuất sắc chưa? Các chị ơi, chị nào bỏ lỡ mẫu này là hơi bị tiếc luôn đó. Nó đẹp tuyệt vời luôn. Lên form rất là chuẩn form. Ở đây em trên cao 1m62. Form này em mặc sẽ dài ngang bắp chân như thế này. Với cái chiều dài như vậy thì nó rất là vừa phải và dễ mặc cho tất cả mọi người nha. Đi tiệc, đi chơi, đi cà phê là hết sảy luôn. Lên mã mẫu này cho em đi cả nhà ơi. 1700 chỉ còn 2 phút nữa với giá 259 thôi, còn lại sẽ trở lại là 349.000 đó. Nên là chị yêu nào muốn lấy mẫu này thì nhớ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nhé. 1700 kèm số điện thoại đi các chị ơi. Rồi, nhanh lên các chị, giá chỉ có 259.000 ngay lúc này. 259.000 ngay lúc này thôi nha các chị ơi. Em có đầy đủ size từ M cho đến size 2XL luôn. 40kg đến tầm khoảng là 68kg có size vừa. Trời ơi, nó đẹp xuất sắc luôn cả nhà, không có chỗ chê luôn á. Đôi dép em đeo bao nhiêu? Rồi, dép thì hiện tại là bên em chưa có bán rồi chị Bình Minh ơi.
Dép hiện tại bên em chưa bán rồi. Trời ơi, chị nói là em muốn bán thêm dép luôn á. Không lẽ nào mai mốt bán thêm dép cả nhà? Có chị nào muốn bán thêm dép, muốn bán thêm guốc hay dép gì không? Trời ơi, cái chị nói là muốn bán thêm quá à. Hôm đợt này là cũng bán thêm nhiều phụ kiện lắm rồi đó. Thắt lưng, túi xách, mũ này nọ cũng có rồi đây. Và em thật ra là em cũng đang là ý định là bán thêm dép đây. Có chị Bình Minh nói là mình lại muốn thêm một cái sản phẩm mới cho cả nhà mình nữa rồi. Rồi các chị ơi, bây giờ nha, tranh thủ nha, 1700, nếu mà chị nào ưng thì nhớ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn nha. Chốt luôn 259.000 và em còn một phút cuối cùng cho mình với giá này thôi. Một phút cuối cùng với giá 259 thôi, chị nào chưa đặt mình lên đơn liền mã cho em 1700 nha. À, bán đi tìm mẫu chiếc đẹp độc lạ đi em vậy hả chị? Rồi ok chị Bình Minh nha. Có gì thì nếu có thể thì hẹn các chị sắp tới sau nha cả nhà. Rồi các chị ơi, mẫu em đang mặc nhanh tay nha cả nhà. Trời ơi, siêu phẩm nha. Cái mẫu này ở ngoài mình nhìn sẽ đẹp hơn trên live, tại vì nó có những cái phần áo nhũ nè, nó sẽ phản sáng á cả nhà. Nhìn nó rất là sang luôn. Lên mã cho em là 1700 kèm điện thoại, giá sale cho mình là 259.000. Thắt lưng này lên mã cho em TL32, giá là 55.000. Thắt lưng TL32 55.000. Cả nhà ơi, bây giờ nha, đầm này em còn 30 giây cuối cùng để mình chốt thành công giá 259. Sau đây em xin phép bán lại giá 349.000 nha. Nên là chị yêu nào lấy mẫu này thì nhớ đặt hàng ngay lúc này luôn giùm em ạ. À, rồi tranh thủ luôn các chị ơi, 1700 đi cả nhà ơi. 1700 em đảm bảo một khi các chị nhận được hàng là mê. Kể cả những chị khách, các cô khách khó tính nhất đi chăng nữa, đã nhận được mẫu này em nói thiệt ở ngoài là mê lắm, đẹp cực kỳ. Có giãn không em? Và mẫu này thì độ co giãn thì tính ra là không chị ơi. Von này có không có giãn đâu chị, nhưng mà vẫn có đầy đủ size chị nha. Chị cứ cho em cái chiều cao cân nặng số đo để mà bên em tư vấn kỹ càng cho mình chị Bình Minh nhá. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm cho nhà mình đầm hoa đi nhá. Nãy có chị kêu lên đây, cái này em lên Walter đi. Lên cho mình đầm Walter nè. 1697. Rồi. Lên mã 1682 hả chị? Nãy em mới mặc đầu like rồi. Rồi bây giờ các chị muốn xem mẫu này hả? Cả nhà ơi, vậy thì mình đợi em một chút đi nhá. Đợi em một chút đi thì có gì để em lên sale lại cho mình mẫu đó nha cả nhà. Bây giờ mình cứ chia sẻ trước giùm em đi, để mà em có động lực em sale thêm mẫu mới này. Rồi bây giờ nha, em lên 1697 trước nhá. 1697 này là bên em đang có cho nhà mình là đầy đủ size luôn các chị ơi. Rồi, hàng Vonter thì phải nói luôn mềm, nhẹ, mát, mặc như không mà đó cả nhà ơi, nó rất là đã. Chất này thì ha, không nhăn, không xù luôn nha, không chạy nhỏ vải cho mình. Cái màu rất là mê cả nhà ơi, màu kiểu họa tiết đó, nền đen và họa tiết hoa 3D màu xanh mà cả nhà. Rồi, mẫu này nha, hôm nay rồi sale luôn đi, sale cho mình hàng mới luôn nè. 349.000 sale trên live 259 trong vòng 3 phút luôn nha các chị. Lên mã cho em là 1697 nha. Lên mã cho em mẫu này là 1697 và kèm điện thoại chỉ có giá là 259.000 đồng. Em nhà để ý giùm em nè. Cái phía dưới chân váy sẽ có may thêm cho mình một cái tầng ren nữa nha cả nhà ơi. Đó, thêm cái tầng ren phía dưới này nữa xinh chưa các chị? Đó. Em trên cao 1m62 thì cái form này sẽ dài đến phần cổ chân em như thế này đây. Có túi hai bên luôn nha. Phối nút ngọc mang liền và mình mặc là dây khóa kéo phía đằng sau cho em nè. Đó, cái form này lên rất là chuẩn form luôn nha các chị. Rồi chị yêu nào lấy mẫu này lên mã cho em liền đi ạ. Đằng này mã sản phẩm là 1697. Rồi em chốt ngày hôm nay 259.000. 259.000, bây giờ em phối thêm thắt lưng TL47 nha. TL47 giá em chốt hôm nay cho nhà mình là 55.000 thôi. TL47 55.000. Chị yêu nào lấy thắt lưng thì lên mã cho em nha. TL47 kèm sinh hoạt 55.000 à. Đẹp chưa? Đó, nhanh tay luôn nha các chị. Rồi để em phối thêm một cái mũ đi. Mũ này là mũ 02 nha. Mũ 02 giá có 80.000 thôi các chị ơi. Em có hai màu nè, màu kem với màu đen nha. Dạ 60kg ok chị Bình Minh luôn. Cái này có đủ size nên mình yên tâm. Đây, cái này là hàng mũ cói và được đan dày nha cả nhà ơi. Hàng loại 1 luôn, các chị yên tâm. Cầm xịn sò,
mình bóp, mình làm gì nó cũng không có bị gãy form, mất form hết nhá. Mã này cho em là mũ 01 là màu kem và mũ 02 sẽ là màu đen. Hai màu cho mình lựa chọn luôn nha cả nhà ơi. Và giá hôm nay shop chốt cho nhà mình chỉ có 80.000 thôi. Chị nào lấy mũ lên mã liền dùm em. Đó. Chị nào lấy mũ lên mã liền luôn dùm em nha cả nhà ơi. Đẹp lắm. Mũ này form chuông mình độ lên rất là sang, che nắng cực kỳ tốt luôn nha cả nhà. Rồi mũ lên mã thì dùm em nha cả nhà ơi, mũ 01 là màu kem và mũ 02 là màu đen. Hai màu luôn nha cả nhà. Giá em chốt hôm nay chỉ có 80.000 thôi. 80.000 thôi và đây là màu kem. Đó. Rồi, màu kem đây cả nhà ơi, đẹp chưa? Rồi chị yêu nào lấy màu nào lên mã liền luôn dùm em. Mũ 01 màu kem và mũ 02 màu đen. 80.000 thôi. Xịn luôn nha các chị. Rồi nhanh nha cả nhà ơi. Rồi 1697 chị nào chưa đặt nhanh tay là cả nhà 30 giây nữa chuẩn bị qua mẫu rồi. Thắt lưng này lên mã cho em là TL47, TL47 55.000. TL47 55.000 nha cả nhà. Đầm em đang mặc đầm von tơ, mã sản phẩm 1697 chốt ngày nay có 259 thôi. Có 259 thôi cả nhà ơi, đẹp lắm, đẹp mê luôn cả nhà. Rồi, chị nào lấy mình nhanh tay nha cả nhà. Bây giờ em sẽ qua thêm cho nhà mình một cái mẫu tiếp theo. Rồi, nãy có chị kêu lên lên 1682 đúng không? Rồi, bây giờ nha, được rồi, em sẽ đặc biệt dành thêm cho mình 3 suất sale nữa đi. Một sáu tám hai đây lên lại 1682 một chút nha cả nhà ơi, thể theo yêu cầu 1682. Mẫu đầm này là một cái mẫu đầm với cái chất ren ren mà ren gân đấy cả nhà ơi, nó sẽ có những cái phần gân nổi nổi lên và nó có độ ấm độ sáng lên cả nhà. Cái này ở ngoài sẽ nhìn sẽ đẹp hơn so với là xem ở trên live. Tại trên live thì cái màu đen lúc nào nhìn nó cũng hơi bị tối tối một chút xíu á các chị. Rồi bây giờ nha cả nhà, 1682 em lên chương trình sale lại cho nhà mình nha. Các chị ơi, bây giờ chị nào muốn săn mẫu này thì chốt liền luôn nha các chị. Em chỉ sale trong vòng 3 phút ở đây thôi. 1682 giá 399 sale ngay lúc này cho mình được 279.000 đồng. Coi như giá này là em sale mẫu mới để mà lấy feedback mẫu mới thôi nha cả nhà, nên là các chị tranh thủ lên đơn liền luôn. Giá cực kỳ rẻ chứ hết chương trình sale này thì em vẫn bán lại 399.000 rồi. Ai lấy mẫu này lên mã liền luôn giùm em đi cả nhà ơi. 1682 kèm số điện thoại cho em nhé. 1682 kèm số điện thoại chốt ngay lúc này cho các chị mình. Chỉ có giá là 279.000 đồng. Thắt lưng em đang mang lên mã cho em TL13 50.000. Chị nào thích thắt lưng nhỏ nè, lấy cho em TL13. Hình như TL13 cũng đang cháy hàng thì phải, hình như còn có một cái hay sao á, để em xem lại coi nha. Chị nào mà lấy thắt lưng thì nhớ chốt liền chứ không là hết nha. TL13 còn đúng một cái nè, đẹp. Giá chỉ có 50.000 thôi. 50.000 thôi, chị nào lấy thắt lưng lên đơn liền luôn giùm em. TL13. Nhanh đi cả nhà ơi, có đúng một cái à. Có 50.000 thôi. Mà chất là chất da dày dặn. Cái này chắc chắn là sắp tới sẽ về thêm nha cả nhà, tại vì nó rất là đẹp. Và bên em bán cái này thì rất là chạy luôn cả nhà ơi. Về bao nhiêu là hết bấy nhiêu, cả nhà cứ yên tâm lấy mẫu này đi. 13, TL13. Đó. Bây giờ hệ thống hết luôn rồi. Bây giờ cái chữ ơi, còn sót một cái ở đây. Chị nào lấy mình chốt luôn đi, còn một cái nè. Còn một cái hàng ở đây nữa là em hết rồi đó. Nè các chị. Đó, còn không là mình phải chịu khó đợi sắp tới mới có hàng thêm nha. Đây. TL13 50.000. Lấy đi các chị ơi, TL13 đẹp đó. Bây giờ để em phối thêm cái thắt lưng khác đi. Trời, cái thắt lưng em thích thì nó lại hết hàng rồi. Bây giờ em phối thắt lưng tiếp theo nha. Để xem coi. Thắt lưng đây. Đây đây đây, cái thắt lưng này bán cũng rất là chạy nè. Nó là bản to to. TL31, bản to. TL31 cái này nó sẽ có đính đá và đính ngọc luôn. Khóa kim loại rất là sang. TL31 55.000. TL31 55.000, nhanh nha cả nhà ơi.
Rồi chị nào lấy thì mình lên mã thì luôn giùm em nha. Mã đang mặc 1682. Đầm này em có cho nhà mình là 4 size ML, XL và 2X nha. Các chị trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 68kg em có size vừa cho nhà mình luôn. Ngày hôm nay mẫu đầm này thì đang là mẫu mới về luôn. Mới vừa về tức thời còn nóng hổi luôn cả nhà. Giá em đang bán 399.000 nha. Bây giờ mình chốt ngay lúc này sẽ được áp dụng với cái giá sale chỉ có 279. Đây là giá shop sale mẫu mới để lấy feedback mẫu mới nha cả nhà. Các chị tranh thủ lên đơn. Rất là mong các chị nào nhận được hàng rồi cho em xin một cái feedback về sản phẩm nè. Đó, hoặc là cho em xin tấm hình cũng được. Rồi, cả nhà ơi nhanh tay nha. Mũ em đang đội là mũ 02 giá 80.000 nha. Mũ 02 giá 80.000 và đầm là 1682 sale giá 279. Và thắt lưng là TL31 giá 55. TL31 giá 55 ngàn. Trời ơi, sang lắm cả nhà ơi. Mặc đi tiệc là xuất sắc luôn. Đó, ở đây em trên cao 1m62. Form này em mặc sẽ dài đến phần cổ chân như thế này luôn nha cả nhà ơi. Rồi, chị yêu nào lấy mẫu này lên mã liền cho em đi cả nhà. Nhanh tay nha, các chị ơi, đẹp lắm nè. Trời ơi, xuất sắc chưa? Chị nào lấy mẫu này nhớ đặt hàng sớm nha cả nhà, đừng đặt trễ quá. Trễ là ngưng chương trình sale, là em bán lại là 399 rồi đó. Chị ngay lúc này thôi cả nhà, đẹp lắm. Cái này ở ngoài mê hơn trên like nhiều, xuất sắc luôn. 1682 nha, 279.000. Dạ, cái này là hàng mới nên đầy đủ size. Đó chị Thu Thủy ơi, mình cứ đặt hàng là có size nhé. Từ M cho đến size 2XL 40kg đến tầm khoảng là 75, 68 hoặc 70kg luôn. 70kg cũng có thể vừa. Cứ cho em chiều cả cân nặng số đo rồi bên em tư vấn size cụ thể cho nhà mình nha. Rồi nhanh lên cả nhà ơi. Một phút cuối cùng cho mình chốt thành công giá này nha cả nhà. Mã này cho em là 1682 nha, đẹp lắm. Hôm nay sale trên line cho nhà mình chỉ có giá là 279.000 đồng. 279.000 đồng thôi. Xuất sắc luôn. Nhanh tay cả nhà ơi. 1682 279.000. Từ 40kg đến tầm khoảng là 68 hoặc 70kg vừa. Đẹp mê hồn luôn. Rồi nhanh là bạn nhớ 30 giây cuối cùng em xin phép ngưng nhận đơn giá này. 30 giây cuối cùng là em xin phép ngưng nhận đơn giá này nha cả nhà, không xem nhiều được nha. Tại vì đây là cũng là hàng mới về cả nhà. Rồi 1682 nhanh tay. Giờ em phối nhanh cho mình thêm cái thắt lưng TL41. TL41 này cả nhà ơi. Đó, TL41 giá 55.000. Một màu thôi chị Thu Hương ơi, cái này một màu duy nhất. Rồi các chị ơi, TL41 giá 55.000, ai lấy mẫu này các chị lên mã luôn. TL41 kèm số điện thoại cho em 55.000 ạ. TL41 55.000, thắt lưng kim loại. Dạ không chị ơi, thắt lưng thì nó sẽ là riêng á chị. Thắt lưng là riêng nhá, chị lấy thắt lưng nào thì cứ comment mã giùm em. Rồi, chị Thu Thủy XL với TL ok chị. Rồi, chị có mã cho chị Thu Thủy ơi, nếu chưa có mã mình comment mã giùm em nhé. Rồi, thắt lưng này mình lên mã cho em là TL41 nha. TL41 giá 55.000. TL41 giá 55.000. Đây là có hình cái nơ nữa nè các chị. Cái nơ nữa là TL40. TL40 55.000. TL40 55.000. Đây. TL40 55.000. Cái này nó như là một cái lò xo vậy đó cả nhà. Nên là có giảm nhiều lắm, eo ai cũng vừa hết nha. Bây giờ em qua mẫu khác được chưa ạ? Vòng đầm vo đúng không ạ? Rồi ok chị nha, bây giờ em lên đầm vo nhé. Rồi các chị đợi em một chút xíu nha. Em lên cho nhà mình mẫu Lexi đi. Hàng vo này mới về bên em luôn nè. Rồi các chị đợi em vài giây nhé. Rồi hôm nay em chơi lớn luôn, sale luôn mẫu mới cho nhà mình nè. 1696. Đây. Đầm đen vừa rồi hả chị? Mã là 1682 chị Dung Hà ơi.
1682 đẹp quá ha. Trời ơi, các chị ơi, các chị thấy trên live vậy thôi. Nó chỉ đẹp tầm 7 phần thôi. Nó đẹp tầm 7 phần thôi, ở ngoài là các chị sẽ thấy nó còn đẹp hơn nữa. Cái vải nó ống lên về này sang lắm. Màu đen lúc nào cũng vậy, ở ngoài sẽ đẹp hơn trên live nhiều. Sang lắm cả nhà, cái này em nhìn là lần đầu tiên em nhìn thấy nó là em thấy là chấm nó rồi đó. Rồi, các chị ơi, bây giờ nhá, mẫu tiếp theo. Mẫu tiếp theo này là một cái mẫu đầm với chất von gân nha cả nhà, mã là 1696 nha. Bây giờ em sale luôn mẫu này cho nhà mình được không ạ? Đây, các chị ngắm trước giùm em mẫu này đi. Đẹp chưa cả nhà ơi? 1696 là một cái form đầm maxi luôn nha. Túi may hai bên cho mình nè. Bên trong có lớp lót phun cotton tông luôn. Dây khóa kéo may đằng sau, phối nút cặp phía đằng trước cho các chị. Bây giờ cả nhà ơi, em sẽ dành cho mình 3 phút đặc biệt trong live này. 1696, một cái mức giá chưa bao giờ có, chỉ có là 279.000 đồng, mà là mẫu mới đầy đủ size. Các chị ơi, cho em xin một lượt chia sẻ đi cả nhà. Và mình đặt hàng ngay lúc này thì cả nhà được ưu đãi với cái giá sale chỉ có là bao nhiêu ạ? 279.000 đồng. Trời ơi, nó rẻ nha các chị. Nó rẻ nha, sang xịn mịn luôn. Rồi các chị nào lấy mẫu này chốt liền luôn giùm em đi cả nhà ơi. 1696 kẹp sinh thoại. Bây giờ em sẽ phối thắt lưng TL30 nhé. TL30 giá 55.000 nè các chị. TL30 giá 55.000. Rồi chị nào lấy thắt lưng này thì lên mã cho em TL30 kẹp sinh thoại cho em 55.000 thôi cả nhà ơi. TL30 55.000. Rồi nhanh tay nha các chị. Cái này thật ra nó có 3 màu luôn á. Nãy là em lên màu đen rồi đúng không? 31 là màu đen, 30 màu nâu. Ok nữa này các chị. Dạ, vải này là vải von gân chị Vân Thủy ơi. Rồi, vải von gân thì các chị mặc mềm, êm, mát và không bị nhăn nha các chị. Đây, chất của nó như thế này nè các chị. Trời ơi, cái vải này các chị ơi, đi du lịch á, bỏ vô vali đến nơi là chỉ cần mang ra mặc thôi chứ cần chẳng cần ủi luôn, nó không nhăn. Mặc cái những cái chất vải này là các chị nhàn lắm cả nhà ơi. Nhàn cực kỳ luôn á, giặt là phơi khô mang vô mặc chứ đâu cần ủi đâu cả nhà, dễ mặc cực kỳ luôn. Dù mình đi làm hay đi đâu mình ngồi lâu á, mình đứng dậy cái tà nó cũng chẳng có bị nhăn luôn. Mà chất thì nó mát, dễ chịu nữa. Nên là chất vải này là bên em rất là ưu tiên, bên em may cho mình rất là nhiều mẫu. À, nên cả nhà mình tranh thủ đặt hàng, mình mua thử trải nghiệm đi các chị. Đó, mỗi đang mặc lên mã cho em 1696 nha. 1696 và ngày hôm nay shop chốt cho mình trên live này với giá chỉ có là 279.000 đồng. Và mình còn 1 phút 30 giây nữa thôi để được chốt thành công với giá này. 1 phút 30 giây nữa em xin phép ngừng sale và giá em trở lại là 349.000 đồng nha. Nên là chị yêu nào lấy mẫu này thì nhớ đặt hàng ngay bây giờ cho em đi ạ. Rồi các chị ơi, thắt lưng này mã cho em là TL52 nhé. TL52 55.000 cả nhà ơi. TL52 55.000, nó đẹp mê luôn các chị. Đính đá đính ngọc như thế này nè. Và khóa là khóa kim loại luôn nha. Và có được đóng chặt chặt đi, nhìn vải như vậy là khoan ốc chặt như vậy rồi nha các chị. Đó, đây là xài bền lắm. Còn cái bản lưng của nó là lưng thun co giãn siêu tốt luôn nhé. Mã cho em TL52 chỉ có 55.000. Bình thường các chị mua ở bên ngoài thị trường là 100 mấy chục ngàn á. Hôm nay đến với shop em, nói chung là thắt lưng là bên em bán kèm để mà các chị phối với đầm cho nó đẹp thôi, nên là giá rất là rẻ cả nhà ơi. Nhanh tay nha các chị. Chủ yếu là bên em bán đầm chứ không phải đánh thắt lưng. Nên thắt lưng là các chị ơi mua giống như giá này em bán cho mình là giống như vừa bán vừa tặng rồi đó. Có 55.000 thôi. Rồi TL52 kèm số điện thoại đi các chị ơi, 55.000. Bao giá toàn thị trường luôn. Rồi các chị ơi, đầm em đang mặc lên mã cho em là 1696 nha. 1696 em chốt ngày hôm nay cho nhà mình với giá chỉ có là 279.000. 1 phút cuối cùng ngừng sale giá này nha cả nhà. Rồi em đang mang đây là TL47 giá 55.000 nha. TL47 55.000. Ai lấy thắt lưng này lên mã giùm em TL47 kèm sinh thoại. Tiếp theo bây giờ em sẽ phối thêm một cái mũ. Lên mã cho em mũ này, mũ 05 nè. Mũ 05 cả nhà ơi, 65.000 thôi. Mũ 05 65.000, mũ cói nha cả nhà. Trời ơi, cái mũ này độ rất là sang cả nhà ơi. Nó có phối thêm một cái đai da nữa nè.
Lên mã cho em mũ này là mũ 05 nha. Mũ 05 65 ngàn nha cả nhà ơi. Mũ 05 65 ngàn. Quá đẹp. Mũ 05 65 ngàn. Có túi luôn này. Có túi sắt luôn này các chị ơi. Lên mã cho em túi đi cả nhà ơi. Túi 01 đi các chị. Túi 01 đi cả nhà ơi. Túi 01 túi có nha. Rất là rộng. Có túi phụ bên trong nữa. Có dây khóa kéo luôn. Quay là quay da. Da mềm. Mình đeo không có bị đau vai. Mình đeo vai hay là mình cầm tay về cũng được nữa. Cầm tay thả tay thoải mái, không có bị đụng đất. Rồi, túi này lấy mã cho em túi 01. Và túi 01 này chỉ có giá 150.000 thôi. Túi 01 chỉ có 150.000 thôi cả nhà ơi. Chị nào lấy túi lấy mã liền luôn dùm em. Túi 01 nha các chị. Đây các chị nhìn dùm em. Cái chất cói của nó đây. Đẹp lắm nha cả nhà ơi. Túi 01 150.000. Túi 01 150.000. Đi làm, đi chơi, đi biển, đi du lịch đều được. Giá cho em chỉ có là 150.000. Mã cho em túi 01. Rồi các chị ơi, lên mã mũ là mũ 05. Mũ 05 65.000. Đầm em đang mặc nha. Đầm em đang mặc là 1696, sale giá 279. 30 giây cuối cùng cho mình chốt thành công. Chuẩn bị em ngưng qua mã khác nè cả nhà ơi. 1696 nha. Em đang có đầy đủ size từ M cho đến size 2XL luôn. 40kg đến 68kg có size vừa. 40kg đến 68kg có size vừa. Ai lấy mẫu này chốt nhanh cho em là cả nhà ơi. 1696. 1696 nha cả nhà. 279.000. 279.000 thôi cả nhà. Đẹp lắm. Rồi chuẩn bị ngưng nha cả nhà ơi. Chuẩn bị ngưng nha. Còn ai chưa đặt thì mình lên đơn tốc độ liền nha. Chứ đừng chần chờ là em ngưng hết rồi. Em không còn sale giá này nữa đâu ạ. 1696 xong chưa cả nhà? 279.000 đồng nè. Trời ơi đẹp xỉu luôn cả nhà. Rồi bây giờ em xin phép ngưng nhận đơn giá 279 và trở lại giá cũ là 349.000 đồng thôi nè cả nhà. Bây giờ em sẽ lên cho mình một cái mẫu gỗ đầm ren đi ha. Rồi đợi em vài giây nhé. Đây là 1643. Một em đầm ren mềm. Dòng ren mềm thì các chị mặc nó thoải mái lắm cả nhà. Mềm mát, co giãn, không xù, không chạy nhỏ vải nha cả nhà. Và màu sắc không hề kén da cho nhà mình. Phần cổ bên em may là cổ vuông tim rất là sang và chút sáng khuôn mặt mình lên ha. Và phần đai eo bạn to luôn. Các chị để dùm em, mẫu này các chị mặc lên rất là gọn dáng luôn nha. Đó. Có túi 2B nè. Mã này cho em là 1643 và hôm nay lên chương trình sale lớn rồi các chị. 1643, nếu chị nào mình đặt hàng ngay trong lúc bài live này của em nè, đang đứng live đây. 1643. Chốt cho nhà mình. Chỉ còn là 219.000. Rồi, lên đơn đi các chị và em chỉ dành đúng 3 phút ở trên live này thôi. Chị nào lấy mẫu này chốt nhanh cho em nha. 1643 và kèm số điện thoại luôn. Chốt hôm nay cho nhà mình chỉ có là 219.000 đồng. Ai lấy mẫu này lên đơn liền nha cả nhà. Đẹp lắm. Form chuẩn luôn, gọn người cực kỳ. Đó, xuất sắc chưa các chị ơi. Vải này mềm mát ha. Ở đây trên cao 1m62, form dài đến tầm ngang bắp chân của em như thế này. Bên trong sẽ có lớp lót thun cô tông nặng cho các chị mình nha. Đó, ai lấy mẫu này chốt liền luôn giùm em nè. 1643 nha. 1643 chốt ngày hôm nay là giá chỉ có là 219.000 đồng. 219.000 đồng thôi. Bây giờ em phối thêm thắt lưng TL49. TL49 giá là 70.000 nha cả nhà. TL49 giá 70.000. Đó là một cái thắt lưng bản to. Đây là bản to nhất trong các thắt lưng em đang hiện nay đang có. Và nó sẽ có phối với khóa kim loại và có đính đá như thế này. Đây, mã này cho em là TL49 70.000. Đẹp lắm. TL49 70.000. Cái này thì sẽ có hai màu cho mình lựa chọn nha. Ở đây em có màu trắng. Màu trắng là TL50. Màu trắng TL50 và màu đen là TL49. Hai mẫu này sale cho mình trên live chỉ có 70.000 thôi. 70.000 thôi cả nhà. Chị nào lấy thì mình lên đơn liền. Rồi, bây giờ sẽ phối thắt lưng nha. Em có thắt lưng hoa hồng nha các chị.
Đây. Rồi, em chào các chị mình mới vô nha. Em chào chị Nguyễn Bộ nè. Rồi, bây giờ cả nhà ơi, mẫu tiếp theo, cái thắt lưng tiếp theo em có ở đây cho nhà mình. Đây là một cái thắt lưng hoa hồng nha cả nhà ơi. Rất là xinh luôn. Em sẽ có hai màu nha, màu trắng và màu đen như thế này đây. Màu đen lên mã trên là TL14 nha. Và màu trắng là TL10. Không, màu à đúng không? TL14 là màu trắng. TL15 là màu đen. Hai màu luôn và giá hôm nay em chốt cho mình. Các chị ơi, hôm nay thắt lưng hoa hồng sale rẻ nè. Thắt lưng hoa hồng sale rẻ là cả nhà 65.000 thôi nhé. Rồi chị yêu nào lấy thắt lưng lên mã luôn TL14 TL15 65.000 65.000 thôi. Rồi em chào chị Thị Diễm Hương nha. Các chị ơi, cái này nó sẽ có cái kim băng, mình gỡ ra mình cài lên áo cũng được luôn nha các chị. Đó. Rồi TL14 TL15 65.000 thôi cả nhà ơi. Có cái kim băng để có thể cài áo được luôn. Đó, xuất sắc luôn cả nhà. Chị nào lấy thắt lưng lên mã liền nha. Màu trắng là TL14 và 15 là TL 15 là thắt lưng màu đen. Rồi, các chị ơi nhanh tay nha cả nhà. Hoặc là các chị ghi dùm em là thắt lưng hoa hồng ổ khóa màu trắng hoặc màu đen dùm em. Thắt lưng hoa hồng ổ khóa màu trắng hoặc màu đen. Giá em chốt cho mình là chỉ có 65.000 thôi nha. Đó. Đẹp lắm. Cái này mình phối được nhiều nhiều kiểu đồ đồ khác nhau lắm cả nhà. Rồi chị yêu nào lấy nhanh tay nha các chị ơi, chỉ có 65.000 thắt lưng này thôi. 65.000 thôi cả nhà. Đẹp ha. Nhanh tay nha các chị. Bây giờ em chuẩn bị qua mẫu khác rồi nè, còn chị nào lấy mẫu này nữa không? Lên đơn liền cho em nha. Mã này là 1643, 1643 size 219. 1643 size 219.000 form đẹp quá chừng luôn, form nó gọn cực kỳ nha cả nhà. Là nếu mà các chị mình muốn chọn cho mình những cái mẫu mà tôn dáng gọn người á cả nhà thì nên lấy mẫu này nhá. Mã này cho em là 1643 và size hôm nay có 219.000 thôi. Rồi bây giờ sẽ qua thêm cho nhà mình một cái mẫu tiếp theo nè. Thắt lưng bạn lớn hả chị? Dạ đây chị ơi. Em cái thắt lưng bạn lớn này thì bạn lớn nhất hiện tại em đang có đây, nó sẽ có hai màu. Màu trắng và màu đen. Màu trắng mã là TL50 và màu đen là TL49 nha. Giá là 70.000 chị Diễm Hương ơi. Cái bạn lưng của nó rất là to, đặc biệt là các chị hoặc là mình có cái phần khuyết điểm phần eo, làm ví dụ mình mặc nó hơi bị ngắn thì các chị mình phối thêm thắt lưng như vậy là nó vừa giúp gọn eo ngay lập tức cho mình, vừa che khuyết điểm rất là tốt cho mình, đồng thời giúp cho cái mẫu đồng của mình cái thêm cái phần là nhấn nhá thêm, tạo cho cái đầm mình nó sang hơn nha cả nhà. Thì em sẽ có hai màu như thế này, màu trắng là TL50 nhé và màu đen là TL49. Cái này thì chỉ có 70.000 thôi. Một cái bản khóa kim loại là các chị nhìn dùm em, bản khóa kim loại màu đen và được chạm khắc nè cả nhà ơi, và đính đá cho mình rất là sang như thế này luôn. Đó. Và giá hôm nay shop chốt cho mình chỉ có 70.000 thắt lưng này thôi nhé. Ai lấy thắt lưng lên mã liền giùm em. Rồi nhanh tay các chị ơi. Màu đen em đang mang đây TL49 này cả nhà. Và bây giờ đầm em đang mặc mã cho mình là 1693 nhé. 1693 này em đang có cho nhà mình là 4 size luôn ạ. ML, XL và 2XL luôn nhé. 40kg đến 68kg có size vừa. Với thiết kế phần cổ sẽ được may, đó là cổ trụ như thế này này cả nhà. Mình mặc kín đáo lịch sự, mình có thể mặc đi làm được luôn, hoặc mình mặc đi chơi được luôn. Tại vì chất này nó mát mẻ dễ chịu nha. Mặc đi chơi thoải mái cho em luôn. 1693 nha cả nhà ơi, đầy đủ size vào hôm nay nha các chị. Mẫu này từ 349.000 em dành cho mình 3 phút ở trên live này. Mình được chốt ngay 1693 chỉ còn có là 259.000 đồng thôi các chị. Em thấy là có nhiều chị nhận được hàng mẫu này khen rồi và còn mua thêm mẫu khác, của chủ mẫu khác nữa đó. Nên là các chị mua thử đi. Nên là có những chị là mua luôn hai màu rồi đó. Em có cái kiểu này nữa. Cái kiểu của 1692 này nó sẽ là phần nút này từ trên xuống dưới luôn nha cả nhà. Và họa tiết nhỏ như thế này, tí nữa sau mẫu này sẽ mặc mẫu này cho mình xem luôn. Có nhiều chị là mua một mẫu xong về mua thêm mẫu nữa đó cả nhà. Các chị thử mua đi.
form đẹp lắm mà gọn, mà mình mặc đi làm đi chơi đều được hết trơn luôn á. Giá riêng sale có 259.000 đồng thôi cả nhà ơi. Chất mềm êm và mặc rất là mát ha. Hàng trộn vải đẹp, hàng bên em sản xuất nên là em cam kết cho mình về chất lượng luôn nhá. Mặc lê làm sao em giao hàng y chang như vậy, không khác gì hết. Về nhà mà ví dụ các chị không vừa thì bên em vẫn sẽ có hỗ trợ cho mình đổi size nha cả nhà. Đến khi nào mà các chị mặc đẹp thì thôi mình yên tâm. Rồi, rồi mở in đang mặc nhanh tay nào cả nhà ơi, chuẩn bị qua mã này. Chuẩn bị qua mã này cả nhà ơi, mã này cho em là 1692, chốt giá ngày hôm nay là 1693, sale giá là 259. 1693 sale giá 259.000 đồng nào. Bây giờ em chuẩn bị qua cái mẫu 1692 rồi nha. Xong chưa các chị? Bây giờ em lên cái mẫu màu đen kia luôn nhé. Rồi nhớ chia sẻ like giùm em cả nhà. Một sáu chín hai đây nè các chị. Rồi em chào chị Lê Thủy nha, cảm ơn chị đã chia sẻ ha. Rồi bây giờ các chị ơi, thêm một cái mẫu đầm nữa, chị nào thích cái tông màu tối hơn và những hoa họa tiết hoa nhí này cả nhà, mặc thì nó sẽ giúp cho gọn người rất là nhiều luôn nha. Nhanh tay lên đơn ngay mẫu 1692 này đi, giá hôm nay đang sale các chị ạ. Bây giờ nhá, 1692 giá thì thật ra đang bán vẫn là 349, nhưng nếu mình đặt ngay bây giờ sẽ là 259.000. 259.000 đồng thôi ạ. Và 40kg đến 68kg có size vừa. Bây giờ em ghi mã dưới này nha. Chị nào lấy thì mình lên đơn hàng luôn ngay bây giờ để em chưa hàng luôn nha. Cổ trụ cho mình à, rất là sang luôn. Túi em may hai bên, dây khóa kéo thì phía đằng sau. Xuất sắc luôn các chị ơi. Chất von gân nhá, mềm êm và mặt rất là mát luôn cả nhà. Rồi lên mã cho em 1692 và kèm số điện thoại nha. 1692 kèm số điện thoại sale luôn trên live, giá chỉ có là 259.000 đồng. Rồi ai lấy mẫu này chốt liền dùm em ạ. 1692259. Em lên thêm thắt lưng nhé, thắt lưng kim loại. Mã này TL42. TL42 55.000. TL42 55.000. Đó. Chị nào lấy thắt lưng chốt luôn nha. TL42 55.000. Tiếp à. TL49. TL49 55.000. TL49 55.000. Thắt lưng đẹp quá chừng này cả nhà. TL49 55.000. Đó, chị yêu là lấy thắt lưng nhớ tranh thủ nha, có 55.000 thôi. Rồi. Các chị ơi, bây giờ em sẽ phối thêm một cái thắt lưng bạn vừa vừa cho mình xem thử nha. Cũng 55.000 luôn nè. TL37 55.000. TL37 55.000. Đó, đẹp lắm. TL37 55.000. Các chị thấy không? Khi mà mình phối thắt lưng vô cái là nhìn cái eo mình nhỏ chút ép luôn. Mà mình mặc lên thì cái form mình nó gọn và nó sang, cái đầm nó sang hơn hẳn luôn. Rồi chị nào lấy thắt lưng lên mã cho em nha. TL37 55.000. TL37 55.000. Nhanh tay cả nhà ơi, tiếp nè. TL51. TL51 55.000. TL51 55.000. Rồi đầm em đang mặc 1692 sale giá 259. Sale giá 259.000 thôi cả nhà ơi. 40kg đến tầm khoảng là 68kg có size vừa nha. Chị nào lấy mẫu này thì mình nhớ chốt đơn ngay bây giờ để được áp dụng giá sale nha. Để quá chừng luôn này, cả nhà ơi. Chỉ có giá là 259.000 đồng thôi. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua thêm cho nhà mình một cái mẫu tiếp theo nhé. Rồi chia sẻ like dùm em đi cả nhà ơi. Lên mẫu tiếp theo nè. Trời ơi siêu phẩm này. Lên siêu phẩm này các chị. Một sáu bảy một.
còn đúng hai size luôn cả nhà ơi, size M và size L thôi. Thắt lưng này TL 56 nha cả nhà, TL 56 55 ngàn. Rồi đầm 1671 đây, em còn M và L thôi nhá, hôm nay sale nè. Cả nhà ơi chia sẻ like dùm em đi. Hôm nay là em sale luôn mẫu này nha. Từ 300, cái này là 399 ngàn nè, 1671 hôm nay sale luôn. Bây giờ nói chung còn size M, size L thôi. Bây giờ em sẽ dành cho mình 3 phút nha. Trên line này mình chốt ngay 259, 259 ngàn thôi. Lên mã liền đi cả nhà ơi, 1671 nha. 1671 kèm điện thoại 259 ngàn, đẹp lắm. Chất này nó sẽ là kiểu là chất cát thái nha các chị. Thì khi các chị mặc nó rất là mát lạnh, mà nó cũng không có bị nhăn nhào luôn nha. Rồi mẫu này em có may túi hai bên luôn nè. Đó, và form các chị nhìn em, bên em may form dài nha. Bên em may form dài tới cổ chân luôn nè. Ở đây em trên cao 1m62, form các chị thấy không, dài tới cổ chân như thế này luôn. Mà các chị ơi, cái vải này lúc mà các chị mặc lên người ấy, cảm giác mà khi mà cái vải nó chạm vô làn da của mình ấy, nó mát các bạn nhà ơi, nó mát rượi luôn á, đã lắm. Rồi mẫu 1671 này nha, còn size M, size L thì trung bình tầm 40kg đến tầm hoặc là 58kg, hoặc là tùy, có những chị cao cao thì 60kg vẫn mặc vừa size L. Thì cả nhà cứ để lại cho em cái thông tin chiều cao cân nặng số đo để mà bên em tư vấn cho mình nha. 40kg đến 60kg mình nhanh tay lên đơn luôn. Giá em chốt ngày hôm nay cho nhà mình chỉ có là 259.000 đồng thôi. Size M, size L nha cả nhà, đẹp lắm nè. Đó, ai lấy mẫu này thì mình nhớ lên đơn sớm luôn giùm em nhé. Ngay lúc này để em chịu hàng chịu sai. Siêu phẩm nha cả nhà ơi, đẹp lắm này. Nhanh tay nha. Mã cho em là 1671 nha. 1671 kèm xếp hạ luôn. 259.000 đồng. Đầm sơ mi hai lớp cho cả nhà, may chỉnh chu đẹp như thế này luôn. 259.000, quá hời luôn các chị ơi. Rồi, tranh thủ nào cả nhà ơi, em dành cho mình thêm 1 phút 30 giây nữa sau đó em chuyển sang mẫu khác rồi. Ai lấy mẫu này thì mình lên đơn liền ngay bây giờ giùm em nhé. 1671 nha cả nhà ơi, 259.000 đồng thôi. Sắp luôn, form kiểu đẹp luôn. 40kg đến tầm khoảng 60kg nha. 40kg đến 60kg các chị cứ đạp đi, hoặc là eo mình tầm 78 chị xuống. Eo mình 78 chị xuống là mình mặc ok cho em. 1671, 78 hoặc 80 chữ xuống luôn nha cả nhà. 1671 để em xem lại. Rồi eo 78 đi, eo 78 chữ xuống nha cả nhà. Rồi nhanh tay các chị ơi, 259.000. 259.000 mẫu này nha. Rồi, tranh thủ nha các chị ơi, lên đơn sớm ngay bây giờ em chịu hàng chịu sai cho mình ạ. À, giá siêu thương luôn. 30 giây cuối cùng cho mình săn sale thành công mẫu này nha cả nhà. 1671 và kèm số điện thoại cho em ạ. 1671 nha. 259.000 đồng. Form dài luôn, quá đã luôn các chị. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm cho nhà mình một cái em đầm tiếp theo nha. Các chị đợi em vài giây nhé. Bây giờ em sẽ lên cho mình đầm đầm ren body đuôi cá 1698. Cả nhà ơi lên cho mình một em đầm ren đuôi cá nha cả nhà. Lên mã mẫu này cho em là 1698 nha. Quá đẹp luôn, xuất sắc chưa các chị ơi. Đuôi cá vạt xéo cho mình nè cả nhà. Form này các chị mặc lên ha, tôn dáng mà lại gọn người và co giãn nữa, nên là các chị mặc nó dễ chịu lắm nha cả nhà. Mẫu này thì cứ từ 40kg đến tầm khoảng là 68kg, có size vừa cho em luôn. Lên mã cho em mẫu này 1698 nha. Bây giờ các chị ơi, đầm này thì vẫn đang bán giá 349. Hôm nay em lên sale cho mình mẫu mới này luôn nha. Cái trắng trắng này, cái dây áo bên trong của em nha cả nhà, không liên quan tới cái đầm nha. Cả nhà cứ để ý cái phía bên ngoài thôi. Rồi, bây giờ nha các chị ơi, 1698 ngày hôm nay nhé. Em chốt cho nhà mình luôn, chỉ còn có giá là 279.000 trong vòng 3 phút em đứng ở đây thôi nha. Chị yêu nào lấy mẫu này đặt hàng liền luôn mới được chốt giá 279 nha cả nhà. Còn lại thì em vẫn đang bán là 349.000 nha. Rồi, ai lấy mẫu này lên mã liền đi cả nhà ơi. 1698 kèm số điện thoại nè. 279.000. 279.000 nè. Trời ơi nó đẹp.
Trời, nó đẹp quá nhờ ơi, sang cực kỳ luôn này. Rồi, ai lấy mẫu này lên mã cho 1698 liền nha các chị ơi, đừng có chần chờ chi nữa. Giá thì chưa bao giờ rẻ như ngày hôm nay luôn, có 279.000 mẫu em đang mặc thôi. Rồi, chị yêu là lấy mẫu này đặt liền luôn cho em nè, 1698 và kẹp xuyên thoại luôn nha, 279.000 đồng. Trời ơi, mê quá chừng mê rồi. Các chị ơi, thắt lưng em đang mang là TL73 giá 55.000 nha. TL73 giá 55.000. Trời, sáng chưa cả nhà ơi, đi tiệc có phải là xuất sắc không? Đó, mà có 279.000. Em nói thiệt, bây giờ một cái đầm mà các chị mặc đi đám cưới, bình thường mình mua cũng phải tầm khoảng 500-600.000 trở lên, nó với đủ đẹp đó, nó với đủ xịn để mà mình mặc đi tiệc, đúng không? Nhưng hãy đến với shop em, giá ngày hôm nay các chị mua như là giá tận xưởng luôn rồi, tại vì bên em làm xưởng may luôn đó, có xưởng may riêng luôn, nên là các chị ơi đảm bảo cho mình một cái mức giá ưu đãi nhất có thể cho cả nhà, giá tốt nhất có thể cho nhà mình. Một cái đầm như thế này, hàng trang xịn như vậy, bên ngoài thị trường người ta vẫn bán 500-600.000 này, nhưng đến với shop em ngày hôm nay em chốt cho mình có 279.000, hàng chất lượng, hàng xịn cho mình luôn, đầy đủ size cho nhà mình luôn nha cả nhà. Rồi, nhắn tên lên đơn hàng ngay lúc này cho em, 1698 và kèm số điện thoại, chỉ ngay lúc này thôi mình mới được chốt là 279 nha. Rồi, nhanh tay luôn các chị ơi, còn giá hiện tại bình thường em vẫn đang bán là 349.000 đó. Ai lấy mẫu này lấy đơn liền luôn cả nhà, đẹp chưa? Chất này thì còn gì để chê nữa đâu cả nhà ơi, xuất sắc luôn. Mã cho em 1698 và kèm số điện thoại nha, 279.000 đồng, tuyệt vời. Không có gì để chê được luôn mẫu này nha cả nhà, coi giảm nhiều. Thắt lưng đang mang mình lấy cho em là TL73 nhé. TL73 giá 55.000. TL73 giá 55.000. Nhanh tay cả nhà ơi, TL73 giá 55.000. Rồi. Rồi, em cảm ơn các chị mình đã theo dõi live của em nhé. Hẹn gặp lại các chị vào các bài live khác đi cả nhà, nhớ đón theo dõi nha. Đừng quên bấm thông báo phát live stream trực tiếp, để khi nào mà like thì Facebook sẽ thông báo để mình vào mình săn sale luôn cho nó dễ nha cả nhà ha. Rồi, chúc cả nhà mình có một buổi chiều vui vẻ. Bye bye các chị mình ha.